Tiếp sau đây xin và các bạn cùng thưởng thức ván cờ được xem là trận quyết chiến đỉnh cao của kỳ đàn Trung Hoa đến từ ngoại tinh lai khách, chiến thần Vương Thiên Nhất đối đầu với đối thủ là Thiên Mã Vương Mạnh Thần. Trận đấu là trận cờ được diễn ra tại giải Hạ Tuế Bôi 2023 với bên đỏ đi tiên là chiến thần Vương Thiên Nhất. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
đến đây sau nước vận nhất, thì Thiên Mã Vương Mạnh Thần đã buông cờ xin thua vì hình cờ kém quân và thế công của chiến thần là khó có thể đỡ được.